Nơi đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng mà đến toàn thể các bác chơi outdoor miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 thì em có hai chiếc đầu chạy bằng cassette đến từ thương hiệu của Technic. Một chiếc là model của nó là RS M255X và một chiếc là B22W. Một chiếc thì một cửa băng, một chiếc thì hai cửa băng. Đều là hai chiếc đầu này đều nó có tên tuổi rồi, thu phát rất là chất lượng các nhé, âm sắc cho nó ra rất là mềm mại mộc mạc. Đấy. Thì hai chiếc đầu này đều là hàng tuyển chọn còn khá là mới và đẹp. Chỉ duy nhất thì chiếc đầu bên trên này thì cái nắp lưng này về nó có vết xước thì là phải sơn lại thôi, còn chiếc phía dưới này rất là đẹp các nhé. Thì hai chiếc đầu này em đã có hình ảnh và video test chi tiết rồi. Đấy, bác nào có nhu cầu mua sản phẩm nào thì em sẽ gửi hình ảnh cũng như là video test riêng từng đầu để các bác được chiêm ngưỡng. Thì hôm nay thì em cũng giới thiệu lại cũng như là quay sơ qua để cho các bác ngắm nhìn và em test từng sản phẩm một đoạn nhạc để các bác cảm nhận và đánh giá cái chất lượng âm thanh của hai chiếc đầu này. Đấy. Thì chiếc đầu tĩnh định ở phía dưới này B22W này, dòng đầu này thì cũng rất ít có này, thì nó còn mới đẹp. Đấy, bên em bán với mức giá là 4,8 triệu bao với chip toàn quốc, trong nào chuyển đổi tiền, bắt đầu đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em, và bên em tặng kèm một chiếc băng 10 phút. Đấy. Và một cuốn băng đã có chương trình để các bác nghe luôn. Đấy. Và chiếc đầu Technic M255X này, 255X này nó cao hơn là đời 250 các bác nhé. Đấy. Thì giá bên em bán mức giá là 3,5 triệu nhé. 3,5 triệu cũng tặng kèm một cuốn băng 10 phút, một cuốn băng đã có chương trình để các bác nghe. Thì toàn bộ hàng bên em về thì đều phải gửi thợ họ thay dây cu loa, vệ sinh cơ và test chạy các chức năng hoàn hảo. Đấy, thì em mới bán chứ không phải là hàng về là để nguyên để bán đâu. Hàng về để nguyên bán thì vài bữa thì các bác lại phải mang ra thợ là sửa chữa thôi, rất là mất công. Bên em đều phải làm hết cho các bác rồi, sạch sẽ rồi. Đấy, chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Thì chiếc đầu mà 255X này giá 3,5 triệu. Đây là phần ngoại hình, đây, mặt tiền đây, nó rất là đẹp. Đấy. Chỉ đây thì có hơi bay chữ một chút thôi, nó rất là đẹp. Nút này, đấy. Nằm hơi đẹp. Bên dưới này thì đẹp hơn nhé. Nhìn cái dàn phím bấm này, rất là đẹp. Này, cả phần nước gạt các nhìn này, mạ chrome mà rất là đẹp đây. Đấy. Lắp lưng đây, lắp lưng thì phải sơn lại rồi. Đấy. Thì bên dưới là lắp lưng zin, bên trên là sơn lại. Đấy. Phía sau đây, nhìn này, rất là mới đẹp nhé. Đấy. Bên dưới đây, sóng phao này. Ừ. Thì bước nào mua sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp em với số máy là 0907 223 269. Em ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh. Bác nào gần thì cứ qua nhà em chọn lựa mua sản phẩm, bác nào tính xa thì lại trực tiếp với em qua hotline hoặc kết bạn Zalo với em để tiện trao đổi nhé. Và đây em test một đoạn nhạc của hai chiếc đầu này để các bác được thưởng thức. Số điện thoại của em để tiêu đề của video. Và mua hàng bên em thì các bác cứ nhận hàng cái test kiểm tra, bởi vì bên em bán ra thị trường thì bao tay các bác nhận hàng test kiểm tra chạy tốt thôi nhé. Thì các bác nhận hàng các bác đồng kiểm cùng với người giao hàng, bởi vì bên em mất phí đồng kiểm để tránh cái tình trạng là hàng hóa bị vận chuyển nó làm hỏng, hay nên là nó làm ảnh hưởng đến sản phẩm của mình, nên là có cơ sở để chúng ta trao đổi lại. Bởi vì bên em đã có tình trạng là cái sản phẩm bên em bán đi gửi đi ấy, thì nó cũng bị ảnh hưởng cái sản phẩm, mà sau đó thì bên vận chuyển người ta từ chối do mình không có hình ảnh cũng như là người nhận hàng cũng không đồng kiểm cùng. Thế bác lưu giúp em. Và một điểm nữa lưu ý là hàng bên em gửi đi toàn quốc chậm nhất là 6 ngày thôi các nhé. Đấy, quá 5 ngày là các bác cũng phải liên hệ với em ngay để em kiểm tra lại tình trạng hàng hóa đi đến đâu, để tránh thất lạc cũng như là cái việc chậm trễ của bên giao hàng. Các bác lưu giúp em.
là em đang gửi đi toàn quốc cũng chỉ chậm nhất là 6 ngày thôi nhé. Đấy. Ngày thứ năm thì các phải liên hệ lại em ngay giúp em. Đấy, bởi vì nhiều lúc là hàng đi nhiều không kiểm soát được hết đấy các bác nhé. Đấy. Rồi, các bạn đeo tai phone và em thưởng thức ạ. Sự thể hiện của chiếc đầu Technic M255X và đây em test chiếc đầu RF 22 việt kép với chứ
Xin phép được dừng video test tại đây. Thì chiếc đầu Technic M255X bị đẹp báo với giá là 3,5 triệu đồng. Chiếc đầu Technic ZSB22W bên em bán mức giá là 4,8 triệu đồng. Nếu bác nào có nhu cầu mua sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em với số máy là 0907 23269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại bác ở video sau ạ.